Nhà thắng đấy nhá. Đúng kích thước đây. 9 x 8 này. Đây không gian tầng 1. Đây là cửa vào này, bố trí cửa gỗ, cửa nhôm kính tùy. Đấy, phòng khách này. Đấy, phòng khách thoải mái không gian. Chỗ phòng khách này ngăn với lại về phòng bếp ở dưới này. Bếp là có bàn ăn luôn nhé. Thì có một cái vách ngăn CMC ở đây. Đấy, vách ngăn CMC bằng gỗ, bằng nhựa, bằng gì đó. Cắt ở đây. Cầu thang lên này. Cầu thang này cầu thang trường nhé. Cái diện tích của cầu thang là cái nhịp này sẽ ngắn và cái mặt ngang nó sẽ dài. Đây là cái cầu thang tạm ấn vào thôi. Còn cầu thang kia là cái mặt này nó trường luôn. Có cả bậc bước ở mặt ngang này này. Thì mới đủ được cái diện tích. Nhà vệ sinh ở cuối. Nhà vệ sinh sẽ chồng nhau luôn nhé. Phía trên là đặt téc nước luôn. Đấy, phải chồng nhau luôn. Là tầng 2 này. Tầng 2 bố trí này. Hai phòng ngủ thôi nhé. Đấy, một phòng ngủ. Lên luôn lên này. Bên này có một phòng ngủ nữa này. Đấy, một phòng ngủ này thì cắt ra cái không gian này có phòng thờ này thì có thêm một cái phần này phòng thờ rộng quá nên cho thêm một cái phần của cái không gian này để làm kho hoặc là làm đồ đựng đựng đồ cho cái phòng ngủ này. Đấy có bàn học này. Đấy. Đây là phòng của con này. Có bàn học ở trên tầng này, luôn nhìn ra cửa sổ để có ánh sáng này. Đấy, sân phơi. Cuối là có sân phơi. Đấy, phải có sân phơi. Máy giặt này. Nhà vệ sinh. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Còn cái này là chưa cắt cửa này. Này là có đặt một cái cửa gì đó thì sẽ trang trí sau. Đây là ban công. Ban công thì có thể làm thò ra một chút. Ở đây cái ban công này mà đúng như cái theo thiết kế thì ở đây phải thò thêm ra ngoài. Theo cái hình vẽ ấy, thì phải thò thêm nhô ra ngoài. Đấy, nhô ra ngoài một chút. Đấy, và tương tự như vậy thì cái phần đằng trước này cũng phải thò ra chứ không phải là 9 mét nữa mà cái phần đằng trước này có thể thò dư ra lên thêm khoảng 1 mét nữa. Cũng đúng cái kiểu hình chữ L đấy nhưng mà nó thò ra thêm một chút xíu nữa thì cái không gian nó đẹp hơn. Còn cái phần bên này sẽ thụt vào và cũng làm đúng như cái hình ảnh mà em gửi cho anh ấy. Đấy. Đấy còn kết thúc mặt mái thì mặt mái thì lưu ý ở cái phần mặt mái thì có một cái điểm như thế này này. Cái mặt mái mà em muốn làm theo cái hình trang trí ấy, như cái hình này ấy, thì lưu ý này. Cái phần hông này là đất của nhà người khác rồi. Sẽ rất là khó khi mà em thiết kế cái phần mái 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 kiểu Nhật này. Đây là mái kiểu Nhật nhá. Nó là hình hình chóp đấy. Kiểu nhà này là mái Nhật. Hình chóp nhọn lên ấy, theo bốn chiều ấy. Đấy. Còn đây là những cái con song đổ bê tông này. Có thể là bằng sắt hoặc là đổ bê tông, tốt nhất là đổ bê tông. Đấy. Cái diện tích mà như em nói ở cái móng này ấy, cái móng này mà nếu mà làm bằng móng băng thì em cứ nhân lên khoảng tầm cứ lấy rơi vào tầm khoảng 6 đến 8 triệu, 80 triệu, 6 đến 80 triệu riêng cái móng này 72 mét vuông. Đấy. Và cái mặt sàn thì em mới cứ tính nhân lên là khi mà hoàn thiện hết thì em ở ở Thái Bình thì em cứ nhân lên cho anh là 72 mét vuông diện tích sàn ấy, em nhân với tổng cộng là 4 triệu 7, 4 triệu 8. Còn nếu mà em dùng cái nội thất cao cấp hơn nữa thì có thể 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Đấy, em nhân mét vuông lên nhé. Em nhân mét vuông lên lên đơn giá tiền là em sẽ tính được cái khoản tiền của em cần thiết phải có ở cái ngôi nhà này là bao nhiêu. Đấy. Thì thông thường như bên anh hay làm thì nhận thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 triệu. 5 triệu 1 mét sàn. Hai sàn nhân lên 72 cộng với 72 lên. Đấy thì em sẽ được là 144 144 mét vuông và em nhân với lại 4 triệu rưỡi hoặc 5 triệu, đấy tùy. Ví dụ như em làm cửa gỗ là nó khác, làm cửa nhôm Sifa nó khác, làm cửa nhôm Việt Pháp nó khác. Đấy cái giá nó sẽ là đơn giá nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Và tương tự như vậy ở các cái nội thất ở trong nhà ấy, giường chiếu tủ ấy. Đấy. Thì anh nghĩ rằng là này, nếu mà để phương án cho nhà mình rẻ nhất ý,
thì ở cái phần trên mái này mình sẽ không đổ mái nữa, mà sẽ mình sẽ dùng tôn lạnh. Mình sẽ lợp tôn lạnh nhưng mà giả đổ mái. Sau đó thì mình sẽ làm trần thạch cao hoặc là trần nhựa. Đấy, ở trên cái phần tầng 2 ấy, thì chi phí của em nó sẽ giảm rất là sâu. Đấy, thì em sẽ tính toán cái phương án đó. Đấy.